Cái này cấu hình của nó là chạy 4 bóng KT88 với thiết kế hầu như là kích thước và thiết kế thì y chang con VB300DB, nhưng mà nó là chạy bóng KT88 nha, model là VB110S. Hàng nội địa Nhật, điện 100V, 240W, hai bộ ốp sườn, hay là hai tăng phô xuất âm và tăng phô chính. Các bạn thấy nước sơn này, đây, nó còn bóng lưỡng là các bạn thấy cái độ đẹp, độ lưu giữ của sản phẩm rồi. Bốn bóng rề chạy bóng 12A7. Đây các bạn thấy này, cái tiền còn vàng ươm, độ mới này các bạn, độ mới của phần mạch vàng này, ốc là vàng ươm luôn. Đây là volume chuyển kênh nha, chuyển kênh là vân tổng. Con này thì em đang giao các bác là 25 triệu nha. Bác nào muốn sở hữu nó thì alo cho em. Điện 100V, dây nguồn của nó theo về. Đánh cầu là 4 ohm và 8 ohm nha các bác. Có 4 đường tông cống tiếng vào này. Điện là 100V. Đấy, mã series là 45530 VB110S, tiếng Nhật. Là tiếng Nhật. 240W, điện 100V, 50-60Hz. Các bác thấy hai tăng phô siêu âm rất là to, nặng lắm nha các bác. Cấu hình là 4 bóng KT88 nha, tri VB110S. Bác nào chốt con này thì alo cho em nha, em về được một con. Con này có thùng xốp mà thùng xốp không phải của cái model này, thùng xốp của con 88SE. 25 bao ship nha các bác. VB110S. Nói về dòng âm ly đèn thì hãng Tri rất là nổi tiếng rồi các bác, từ âm sắc cho đến hình thức. Và những model VB là cái mạch nó mạch vàng nha, mạch vàng. Đấy, đẹp, không điểm trừ nha các bác. Đấy, bác là chốt thì alo cho em nha. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt con này là 300.000, còn 24.700. Đỡ tốn tiền phí thu hộ tiền, còn cọc tiền các bác cọc cũng giúp em khoảng 2 triệu. Còn nhận hàng thanh toán là 23 triệu. Lưu ý đây là hàng nội địa của Nhật, điện 100V nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Size con này như là 42 các bác. 42. Khoảng 42 cho đến 44. Size lớn nha. Con Termaster ASC 350B. ASC thì rất nổi tiếng từ những model 300B rồi các bác. Em này chạy cấu hình là bóng 300B BS1 của Nga, 4 bóng rề 12AX7. Công suất rất là khỏe nha các bác, quánh rất là căng luôn. Đánh những cái cặp mà công suất 250W một thùng như này là vô tư luôn. Đừng nói chơi những dòng tăng loa bass 40, JBL v.v. Đây là cái rọ bảo vệ nha, em đã tháo ra. Bóng theo máy luôn các bác mới tin nha. Bóng 300B thì âm thanh nó tuyệt vời rồi các bác. À, đây hàng nội địa nên nó không có phần chuyển điện vô đây. Inbox nó có ba đường vào, đánh trở kháng là 48 ohm, auto compact cho băng. Con này riêng cho thị trường Nhật nha các bác, còn con hôm bữa là ở hàng nội của Mỹ. Phía trước thì các bác sẽ có đường tín hiệu đầu vào. Đấy, chọn, và đây là volume. Con này em đang giao các bác là 25 triệu đã bao gồm phí ship nha, 25 triệu dây nguồn. Về các bác giúp những dòng loa cao cấp Bioner, Sansui, JBL, Tăng Noi, BBK v.v. Bắt 30-40 em nó đều đánh rất là tuyệt vời luôn. Công suất khủng lên tới là hơn 300W. Mời các bác cùng nghe chất âm của em nó nha. Thì bữa trước là về con kia là em đã test rồi, nghe rất tuyệt vời luôn. 300B thì không cần giới thiệu về chất âm rồi. Chất âm nó ấm, nó mềm, rất là mượt. À, sau đây em mời các bác cùng nghe nha. Em kết nối và giá con này là 25 triệu nha, đã bao gồm phí ship. Tầm 25 triệu các bác đã mua được con 300B rồi. Đây là những con mà em đấu về nên là giá nó tốt các bác. Cũng như những con Kenhin á, Kenhin người ta bán rất là cao mà em về giá rất là tốt. Nhiều bác hỏi những con Kenhin tầm 18 20 triệu nhưng mà giờ hết hàng các bác. Nó không có nhiều. Như con này là con thứ hai em về luôn. Rồi, em cắm vào điện các bác sẽ thấy những cái bóng nó sáng lên. Rồi. Các bác nghe 300B mà cứ nghĩ là hiện tại đang sử dụng bóng KT88 nha, rất là lực. Tại vì công suất nguồn nó con này khá là khỏe luôn. Những khi hành
JBL 2 bass đó nha các bác. Đây. Đặc trưng 300B là tiếng bass nó mềm nha, tiếng bass nó mềm. Âm thanh rất là gọn gàng. Đặc trưng của đèn nha các bác. Đây, để nó qua bài khác các bác cùng nghe này. Đây, bác nào mình nhanh tay thì mình chốt con này nha. $25 triệu bao ship, chuyển con đủ thì em sẽ bớt là 200.000. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây là con Omnident Concept Master AC350B.